Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ nội thất Y Uân. Và trong video clip của buổi chiều tối ngày hôm nay thì cơ sở đồ gỗ nội thất Y Uân xin trân trọng bàn giao cho chú Phượng ở Vĩnh Phúc bộ bàn ghế, bộ combo bàn ghế phòng khách, đó là một bộ ghế bàn ghế tân và một chiếc ghế TV xứng châu. Và sau đây em xin mời các bác và tất cả quý vị khách hàng cùng đi sâu về phòng khách nhà chú Phượng để xem và cũng như là chiêm ngưỡng qua về bộ combo sản phẩm này, cũng như là em sẽ giới thiệu qua luôn về bộ bàn ghế cũng như là chiếc kệ TV sừng châu này cho tất cả các bác xem qua, cũng như là các bác có thể tham khảo qua về bộ combo sản phẩm này. Về phần đầu tiên là bộ bàn ghế tân thì bao gồm có 6 món, gồm một chiếc đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn, một chiếc đôn kẹp bàn và một chiếc đôn con. Về phần đầu tiên là chiếc đoạn dài, chiếc đoạn dài này kích thước là dài là 2m7, cao là 1m26 và sâu của em là 80. Về phần đầu tiên của bộ sản của chiếc đoạn dài là phần ván mặt. Ván mặt thì làm nguyên một tấm và dày là 2 phân các bác nhé, làm nguyên một tấm và dày là 2 phân. Khuôn tranh của bên em làm dày là 4 phân. Khuôn tranh nào dày là 4. Phân khúc hàng cao cấp 3 lực cổ chỉ. 1 2 3 3 lực cổ chỉ. Và yếm là yếm liền. Dày 4 phân. Đấy, chân là chân 12 các bác nhé, chân 12, chân vén đế liền, cam kết đảm bảo chân vén đế liền đấy. Và chiếc đoạn dài này thì cũng có 8 chân và phần mai rùa cũng là mai rùa liền xoáy đấy, pháo là pháo 7 và pháo 8 đấy. Phần tay và phần cột, cột là cột 12, cột liền các bác nhé, cột 12, cột liền không quan tâm. Và chương của bên em là chương liền xoáy đấy, chương liền xoáy. Vách của bộ sản phẩm thì vách của những bộ tần này thì rất là quen thuộc rồi, đục là đục, chiếc bản dài là đục 3 chiếc phúc lộc thọ, còn hai chiếc ghế đơn là chiếc phú và chiếc quý đó. Và phần hai cột trong của chiếc bản dài thì trên đỉnh là hai con nghê, trên đỉnh là bên em đục hai con nghê đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Về phần tiếp theo là về phần hai chiếc ghế đơn, hai chiếc ghế đơn này thì đồng kích thước là dài là 1m18, sâu là 80 và cao là 1m26. Các bác còn về bộ sản phẩm về mặt, ván mặt thì đều là nguyên một tấm và dày là 2 các bác nhé, đều là nguyên một tấm và dày 2, không chấp ghép gì cả. Gỗ thì 100% cam kết là gỗ hương đá đấy, 100% là cam kết là gỗ hương đá luôn các bác nhé. Đấy, về phần vách, vách của bên em thì phần vách này thì làm sâu như này, cây mông như này thì dày là 2,5 các bác nhé, đấy, rất là dày luôn. Đây em quay cận cảnh về phần sau cho các bác xem. Đây, về phần mặt sau các bác có thể chiêm ngưỡng và đánh giá qua đây. Đó. Tiếp theo là về phần bàn, có kích thước là 80 x 1m57 và ván mặt bàn thì cũng rất là quen thuộc rồi, là đục là thượng buồng xuôi gió các bác nhé. Ván mặt bàn là đục tựa theo bức tranh thượng buồng xuôi gió và mỗi bên bàn sẽ có một chiếc ngăn kéo các bác nhé, một chiếc ngăn kéo đấy, một chiếc ngăn kéo. Đó, kéo ra kéo vào thì cực kỳ là chân chu và hàng và được hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài đấy. Còn tiếp theo là về phần trước đôn con có kích thước là 40 x 40, còn về phần trước đôn kẹp là có kích thước là 45 x 40 x 85 các bác nhé. Đấy là trước đôn kẹp, ván mặt của trước đôn kẹp cũng được tựa theo bức tranh bậc buồn xuôi gió thôi đấy. Và trước mặt của nó cũng sẽ một chiếc ngăn kéo đây đấy, một chiếc ngăn kéo đó. Và cuối cùng là bộ cuối cùng là cái chiếc kệ TV xuống trông có kích thước là 2m4, cao là 81 và sâu là 48 và ván mặt cánh là bên em đục tựa theo bức tranh tứ quý, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và đây về phần cánh, đây khuôn cánh là dày 4 các bác nhé, khuôn cánh là dày 4 và ván mặt cánh là dày 2 các bác nhé, ván mặt cánh dày 2 làm được làm kinh bong sắc nét luôn các bác nhá. Đấy. Bao thì trước tiện cái video này thì bao gồm có 4 cánh và 4 chiếc ngăn kéo. Đấy. Và đây về phần ngăn kéo đây cũng được hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Đấy. Và trước mặt của, trước mặt trước ngăn kéo là đục quả dưa con sóc các bác nhá. Quả dưa con sóc. Đấy. Và ván mặt của trước môn, ván mặt của chiếc kệ TV này thì đều là một tấm và dày là 1/2 các bác nhá. Đấy, khuôn tranh của nó là dày 4. Yếm là yếm liền. Yếm liền các bác nhá, yếm liền. Dày 2 đục hoa hồng. Đấy, yếm liền dày 2 đục hoa hồng.
sau đây mình sẽ xin có vài ý kiến của bộ combo sản phẩm này của Bắc Phượng. Đây là Bắc Phượng. Bác có thể cho cháu một vài ý kiến về bộ combo sản phẩm này không ạ? Bác có ưng ý về bộ sản phẩm không ạ? Nói chung là bộ bàn ghế này thì mình xuống đặt ở dưới nhà mình là cho đến giờ này là đem lên mình rất hài lòng về cái nước sơn và tất cả mọi thứ coi như thế là nói chung là tôi rất hài lòng về cái nước sơn này của nhà mình đó. Vâng. Và rất cảm ơn bác đã ủng hộ bên cơ sở cháu. Chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Nói chung là cũng rất cảm ơn là vâng. Cơ sở Lợi Thất Hữu Huân mình coi như ra những cái bộ sản phẩm. Vâng. Anh nhìn theo quan điểm riêng của tôi là tôi rất ưng ý. Vâng. Với cái nước sơn và cái độ xoa giáp là rất chuẩn. Vâng, rất cảm ơn bác đã ủng hộ bên cơ sở cháu. Chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may trong mắn trong cuộc sống các bác nhé. Chúc bác rất nhiều. Anh em trong cơ sở coi như ngày càng phát triển tốt hơn nhá. Vâng, bà con coi như thế là được đến để dùng sản phẩm của cơ sở mình nhá. Vâng, rất cảm ơn bác đã tin tưởng và ủng hộ. Và bác nào và đang quan tâm đến một sản phẩm này thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0988685625. Hoặc là các bác có thể kết bạn Zalo để được tư vấn cũng như là giải đáp tất cả các thắc mắc của các bác tới tất cả mẫu sản phẩm bên cơ sở em. Và video của em đến đây cũng xin tóm tại đây thôi. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo của bên cơ sở em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều các bác.